Quý cô bác anh chị Mậu Tuất thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cuộc sống an nhàn hạnh phúc, không phải đối mặt với những khó khăn, thử thách, không phải sống trong cảnh nghèo hèn túng thiếu, nhưng khổ nổi, đó là điều không thể, bởi vì trong cuộc đời là một chuỗi liên tục những sự kiện, có lúc vui, lúc buồn, có lúc thuận lợi và cũng có những lúc trắc trở, đó là quy luật tự nhiên mà chúng ta không thể thay đổi được. Thay vào đó, chúng ta nên học cách nhận thức và đối diện với thực tại bằng một cái tâm thái tích cực lạc quan và luôn biết ơn, bởi vì những khổ đau trong quá khứ đã giúp chúng ta trưởng thành hơn, những niềm vui trong hiện tại là phần thưởng xứng đáng cho chúng ta và những hy vọng trong tương lai là động lực để chúng ta tiếp tục phấn đấu. Thời gian qua, cô bác anh chị Mậu Tuất đã dũng cảm vượt qua muôn trùng sóng gió của cuộc đời và đã dần hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Hãy tự hào về bản thân và hãy luôn giữ cho mình một tâm hồn bình an, yêu đời cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi biết rằng bản mệnh Mậu Tuất cũng đang mệt mỏi rất nhiều. Tuy nhiên, Minh Đường Tử Vi không phải là bậc thánh có phép màu và không thể cho cô bác anh chị Mậu Tuất được sống trong nhung lụa, tiền bạc đầy két, giàu sang phú quý. Nhưng đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi có thể luận giải và dự ngôn những việc sắp tới trong tương lai, để phần nào giúp quý cô bác anh chị có thể cải vận, thu hút tài lộc, may mắn, xóa đi phiền muộn âu lo, sau đó giành lấy sự tự do, giàu có từ chính đôi bàn tay của mình. Nếu cô bác anh chị tuổi Mậu Tuất đã hữu duyên nghe được đến đoạn này, quý cô bác anh chị hãy đăng ký kênh để gửi tín hiệu đến cho Minh Đường Tử Vi rằng cô bác anh chị còn đang hiện hữu trên chiếc màn ảnh nhỏ này. Thưa cô bác anh chị Mậu Tuất thân mến, sau đây là đôi lời dành cho Mậu Tuất và cho cả đội ngũ ban biên tập kênh Minh Đường Tử Vi, cho những người đang vất vả lo toan nhưng vẫn phải nhận lại sự tủi nhục, mất mát đau thương đến cùng cực và bị người đời phụ bạc hất hủi. Đó là những thứ mà mỗi một kiếp người trong chúng ta ai cũng phải trải qua một lần. Nó chính là những thử thách rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người mà chúng ta cần hoàn thành để trở nên trưởng thành và lớn mạnh hơn trước phong ba bão táp của cuộc đời. Mậu Tuất thân mến, khi chúng ta thất bại, việc đầu tiên chúng ta cần phải nhớ là không bao giờ được đổ lỗi. Việc đổ lỗi chỉ khiến cô bác anh chị mất thời gian và năng lực, thậm chí mãi dậm chân một chỗ mà không giải quyết được vấn đề. Thay vào đó, hãy tự kiểm tra lại xem cô bác anh chị đã chú tâm làm hết khả năng của mình chưa, đã tận dụng được tất cả các nguồn lực và trí tuệ của bản thân hay chưa. Hãy tự vấn xem liệu cô bác anh chị đã thực sự tập trung vào mục tiêu của mình hay chưa, hay đã để lại những yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quyết định của mình. Khi cô bác anh chị nhận ra được điểm yếu của mình, hãy bình an chấp nhận nó và rút ra bài học cho lần sau, đừng để cho sự thất bại làm cô bác anh chị nản lòng hay từ bỏ. Chỉ cần cô bác anh chị vẫn giữ được niềm tin và sự kiên tâm thì không gì là không thể, chút khó khăn ở hiện tại cũng chỉ như mấy hạt mưa bụi đến rồi đi. Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng cô bác anh chị sẽ sớm tìm được ánh sáng nơi cuối đường hầm và thành công rực rỡ trong tương lai. Quý cô bác anh chị Mậu Tuất thân mến, sợ hãi khi làm một điều gì đó lớn lao, sợ hãi khi làm một điều gì đó ý nghĩa là điều dễ hiểu trong chúng ta, ai cũng vậy, như cô bác anh chị nên dành nỗi sợ đó cho cái khả năng cô bác anh chị sẽ mãi dậm chân một chỗ, đứng yên ở một cái điểm nơi hiện tại đã và đang khiến cô bác anh chị mỏi mệt nghèo hèn và vẫn mãi như thế cho đến cuối đời. Thay vào đó, chúng ta hãy biến nỗi sợ này thành động lực, biến nó thành chất xúc tác, mang đến sự thành công và giàu có thịnh vượng cho gia đình thân yêu, cho chính bản thân cô bác anh chị. Chắc hẳn có rất nhiều cô bác anh chị cũng có cùng suy nghĩ giống với Minh Đường Tử Vi. Đôi lúc, chúng ta thường nghĩ rằng nếu cuộc đời này là một sự sắp đặt sẵn, vậy việc gì chúng ta phải cố gắng, để rồi nhận lại những điều mình không mong muốn. Nếu vận mệnh của mỗi người như một cuốn sách đã được viết trước, vậy mọi sự nỗ lực còn có ý nghĩa gì đây? Vì đôi khi ở phía cuối trang sách của cuộc đời, đơn giản chỉ là một cái kết, còn cái kết đó có hậu đẹp hay không, lại do từ bản thân cô bác anh chị viết lên. Vì thế, cô bác anh chị vẫn là người làm chủ vận mệnh của mình. Minh Đường Tử Vi biết rằng điều đó nằm ngoài khả năng của cô bác anh chị. Nhưng cô bác anh chị Mậu Tuất chúng ta chỉ sống trên đời này có một lần duy nhất. Thay vì đầu hàng trước số phận, cô bác anh chị hãy cứ kiên tâm và kiên cường bước tiếp, học hỏi trau dồi kiến thức để nâng tầm bản thân mỗi ngày. Minh Đường Tử Vi tin rằng đến một ngày nào đó, cô bác anh chị sẽ hoàn thành xuất sắc trang cuối của cuộc đời còn đang dang dở ở phía trước. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận xuống bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập một chút động lực, giúp đời, giúp người, cô bác anh chị nhé. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, là Tuất Mộc, không phải là người hoang phí, họ sống đơn giản và tiết kiệm, không thích tiêu xài hoang phí. Đôi khi con giáp này có phần tính toán quá mức,
thành ra chia ly rạch ròi từng ly, từng tí với cả những người thân thiết, làm vậy chẳng có lợi gì cho mình mà còn ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên. Trong tình yêu, người tuổi Tuất mệnh mộc thẳng thắn và chân thành, cũng rất kiên quyết, nếu đã phải lòng ai thì họ sẽ chỉ nhìn người đó, chỉ yêu người đó mà không quan tâm đến bất cứ ai khác xung quanh. Họ cũng khá lãng mạn, biết dùng lời lẽ bay bổng để bày tỏ tình cảm của mình, khiến cho đối phương chẳng có cách nào để từ chối. Khi nói chuyện với người khác, nếu phát hiện thấy đối phương không tập trung, họ sẽ lập tức dừng cuộc nói chuyện, bởi đó là hành động xúc phạm đến lòng tự tôn của tuổi Tuất. Họ yêu cầu mọi người phải đối xử chân thành, như mình đối xử với người khác, lòng tự tôn cao, nên đôi khi họ cũng tự gây rắc rối cho mình, hoặc bỏ qua những cơ hội rất tốt cho sự phát triển của bản thân sau này. Trên con đường sự nghiệp, họ cũng thể hiện mình là người đủ quyết tâm và ý chí. Họ luôn nghĩ mình phải lấy bất biến ứng vạn biến và áp dụng nó với sự nghiệp. Nhờ thế mà giải quyết được không ít những chuyện phức tạp, cũng học hỏi được không ít kinh nghiệm sống và làm việc cho mình. Nhìn chung, vận mệnh người tuổi Tuất mạng thủy khá bình yên, cuộc đời bằng phẳng đại cát, đại lợi, không gặp phải khó khăn sóng gió gì quá lớn. Số tiền họ kiếm được cũng không hề ít, tài vận khá tốt nên học cách sống phóng khoáng để tận hưởng lạc thú của cuộc đời thay vì chăm chăm tiết kiệm không phải lối. Người sinh năm Tuất nói chung là người chính trực, trung thực, thẳng thắn, giàu lòng chính nghĩa. Họ là người trượng nghĩa, làm việc công bằng, ngay thẳng chân thành, rất thích bênh vực kẻ yếu, tự nguyện nghe người khác tâm sự, sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn với họ. Vì thế, người tuổi Mậu Tuất biết cách sống hòa bình với mọi người. Nếu là người tuổi Mậu Tuất có tính thẳng thắn, bạn có thể cảm nhận như thế này. Khi gặp chuyện phiền phức, bạn tìm đến sự giúp đỡ bằng cách đến gõ cửa hoặc điện thoại cầu cứu họ. Lúc đầu có thể họ do dự hoặc từ chối. Tuy nhiên, một khi họ biết được sự thật là bạn rất cần sự giúp đỡ, thì họ liền hết sức giúp đỡ không một chút do dự. Có lúc người tuổi Mậu Tuất còn bảo vệ lợi ích của người khác và có đó là việc quan trọng hơn là bảo vệ lợi ích cá nhân. Người tuổi Mậu Tuất sẽ hết mình với những ai tốt với họ. Giống như người tuổi Dần, khi đứng trước sự bất công, họ không thể bỏ qua được mà sẽ nổi cáu tức giận. Nhưng khi sự nóng giận qua đi thì họ bình tĩnh ngay, cần chú ý là họ không nổi cáu với sự đố kỵ hay hoài nghi mà chỉ tức giận với sai lầm, hơn nữa họ không để bụng khi sự việc đã qua. Đương nhiên, người tuổi Mậu Tuất có lòng nhân ái hơn người tuổi Dần, có trách nhiệm, tận lực làm việc nên có được lòng tin, làm việc không bỏ dở, đó chính là sở trường của người tuổi Mậu Tuất. Một điều may mắn nữa là sự nghiệp mà người tuổi Mậu Tuất theo đuổi kiên trì thường rất giá trị và cao quý trong sự nghiệp của mình. Họ rất chăm chỉ và kiên trì, đương nhiên đó là việc chính nghĩa, vì vậy họ luôn đạt được thành tích tốt trong công việc. Những đặc trưng trên của người tuổi Mậu Tuất cho ta biết rằng họ không phải là người theo chủ nghĩa vật chất, cũng không phải là người chỉ biết giữ khư khư cái cũ. Lời nói hành động của họ vừa giản dị, lại vừa khôn ngoan nhanh nhẹn, bề ngoài giản dị thật thà, nhưng ẩn chứa bên trong sự thông minh nhạy bén. Những thanh tinh trong cuốn sách tâm linh này có thể đúng với bạn, nhưng cũng có thể có đặc điểm không đúng với bạn của cùng tuổi Mậu Tuất, bởi nó dựa trên đặc điểm chung nhất của những người tuổi này. Những nội dung trong sách được tác giả tổng hợp và phân tích dựa trên cơ sở khoa học, đầy độc đáo và chính thống. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện. Người tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 11/2023 âm lịch. Vất vả ngược xuôi nhưng có nguồn thu rủng rỉnh để bồi đắp. Tử vi tháng 11/2023 âm lịch, ảnh hưởng của dịch mã nên dự báo thời gian này bản mệnh khá vất vả. Nhiều người phải đi công tác, di chuyển thường xuyên vì lý do công việc. Có thể thấy lịch trình thời gian cuối năm khá kín, bản mệnh ít có thời gian để nghỉ ngơi. Thời gian này dường như bản mệnh không thể nhờ ai giúp đỡ cho mình việc gì, mọi việc phải tự mình xoay sở. Khi bản thân phải tự lo cho bản thân mình về cuộc sống, cũng là lúc tuổi Mậu Tuất thấy bản thân có cơ hội trưởng thành trong thời gian ngắn. Không những thế, càng vất vả bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, tiền tài vì thế mà ngày càng dồi dào, bạn có thể mua sắm những món đồ mình thích mà không phải lo nghĩ nhiều như trước đây. Dưỡng nhập mệnh cho thấy bản mệnh giỏi giao tiếp và điều này trở thành lợi thế của bạn, nhờ đó mà có thể thuyết phục được khách hàng của mình tin tưởng. Thế nên, tuy thời gian này có mệt mỏi căng thẳng, nhưng bù lại là thành tích đạt được khá đáng kể. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh cũng xác định được rõ ràng vấn đề để xử lý, do đó nếu có mâu thuẫn thì mọi thứ được giải quyết êm đẹp, không có gì phải lo nghĩ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thiên nguyệt hung tinh nên khi có chút thời gian rảnh, bản mệnh lại có cảm giác cô đơn. Sự lo lắng không tìm được niềm vui riêng cho cuộc sống của mình khiến bạn dễ gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe, cơ thể yếu nhược,
ốm đau, bệnh tật. Tiếp theo là vận trình tổng quan người tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tuổi Mậu Tuất tháng 12 2023 âm lịch. Tết ấm áp khi tiền đầy túi, theo dõi tử vi khoa học, tuổi Mậu Tuất thời điểm này đang phải gánh trên vai khối lượng công việc khá lớn. Tuy nhiên không vì thế mà bản mệnh bỏ cuộc, con giáp này vẫn đang cố gắng để đảm bảo kiểm soát được mọi chuyện trong tầm tay của mình. Thương quan xuất hiện, khó tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót và sự cố bất ngờ xảy ra, song bản mệnh đều có thể giải quyết được hiệu quả. Nguyệt lệnh ở đất dưỡng, cho thấy sự tự tin và độc lập của con giáp này. Bản mệnh biết năng lực của mình đến đâu, biết được mình có thể xử lý được những vấn đề trước mắt, nên mới nhận lời làm việc, dù trong tình huống nào, những chú chó cũng giữ cho mình tinh thần sáng suốt và minh mẫn để đạt được hiệu quả làm việc cao nhất. Xét về phương diện tài lộc, thì tháng 12 âm lịch này, những chú chó sẽ có tài vận khá lý tưởng, bản mệnh đảm bảo được công việc tiến triển tốt, dù có nhiều khó khăn, trắc trở cản đường. Ngoài tiền lương, con giáp này còn nhận được những khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức mình bỏ ra, có thể trong thời gian tới, bạn còn có cơ hội phát triển tốt hơn nữa cơ. Những khoản tiền không quá lớn nhưng lại là động lực để bạn tiến bước và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Bạn có quy tắc của riêng mình, không dễ dàng tiêu xài vượt quá mức chi trả, nên đảm bảo được tài lộc trong tay, không bay biến nhanh chóng, chỉ sau một buổi mua sắm. Trong tháng có thái âm trợ mệnh, người độc thân vẫn sẽ có nhiều cơ hội để tìm kiếm tình yêu, đào hoa phơi phới. Với những dịp tụ họp đông người như liên hoan, tất niên cuối năm, bạn có thể gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Bản mệnh còn chủ động nắm bắt cơ hội, đừng chờ đợi người khác trao duyên tận tay mình. So với cục diện tương hình ngáng trở, thì các cặp đôi có nguy cơ đối mặt với sự rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm của mình. Sức khỏe không phải là mối lo của tuổi Mậu Tuất trong thời gian này, bản mệnh hoàn toàn có thể đảm bảo được thể trạng tốt nhất của mình trong tháng nhờ thói quen sinh hoạt điều độ và tập luyện thể dục thể thao lành mạnh. Thưa quý vị, để Minh Đường Tử Vi tiết lộ cho quý anh chị một chút về tử vi của anh chị trong năm 2024 sắp tới nhé, để xem quý anh chị trong năm 2024 là hung hay cát. Đối với nam mạng, tuổi Mậu Tuất cầm tinh con chó gồm những người có ngày sinh dương lịch từ 18 tháng 2 năm 1958 đến ngày 7 tháng 02 năm 1959, thiên can Mậu kết hợp với địa chi Tuất mang ý nghĩa tiếng sân chi cầu, chó vào núi. Nam mạng sinh năm 1958, mệnh Mộc, bình địa Mộc, năm 2024 là năm Giáp Thìn mệnh Hỏa, xét theo ngũ hành, mệnh Hỏa của năm tương sinh với mệnh Mộc của tuổi, như vậy là rất tốt, thiên can Mậu gặp Giáp, xung khắc, địa chi Tuất gặp Thìn, tứ hành xung. Nhìn chung trong năm 2024 này, vận trình tử vi tuổi Tuất 1958 nam mạng sẽ có nhiều cơ hội và thách thức. Nếu chủ mệnh chăm chỉ, nỗ lực cầu tiến thì sẽ đạt được những kết quả nhiều mong đợi. Trong cuộc sống đôi khi có những chuyện bất ngờ xảy ra, chỉ cần bình tĩnh xử lý thì sẽ được êm xuôi tốt đẹp. Xét tổng quan năm Giáp Thìn đối với Mậu Tuất nam mạng có hợp, có xung, điều này nhắc nhở mệnh chủ làm việc gì cũng cần có sự chuẩn bị, không nên nóng vội hấp tấp, luôn vui vẻ lạc quan để có sức khỏe tốt, có như vậy, quý ông mới thực hiện được nhiều dự định ấp ủ trong năm này. Trong năm 2024 này, sự nghiệp của nam mạng tuổi Mậu Tuất được cho là ổn định. Nếu mệnh chủ là người hướng tới sự an toàn, không muốn cuộc sống biến động thì nên duy trì công việc cũ. Còn nếu muốn đầu tư trong năm nay thì phải có sự tính toán chuẩn bị kỹ lưỡng, là người chăm chỉ cần cụ, nam Mậu Tuất thường đảm nhận một khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên trong năm 2024, chủ mệnh cần để ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình, nên làm việc với khối lượng vừa phải để tránh tinh thần căng thẳng lo âu. Trong năm Giáp Thìn, tình hình tài chính của quý ông tuổi Mậu Tuất không có nhiều biến động, chủ mệnh vẫn duy trì những nguồn thu đều đặn từ công việc chính của mình. Nếu là người có lối sống giản dị, chi tiêu tiết kiệm, thì nam tuổi Mậu Tuất sẽ dành dụm được một khoản tiền cho tương lai. Năm nay quý ông sẽ có những niềm vui bất ngờ từ những món quà biếu tặng của con cháu, chủ mệnh không phải bận tâm quá nhiều. Về chuyện tiền bạc, chỉ cần giữ lối sống mộc mạc giản dị, như vậy vừa làm gương cho con cháu, vừa giúp đời sống tinh thần an lạc thoải mái hơn. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958 nam mạng, là những người sống tình cảm nhưng ít thể hiện tâm tư của mình ra bên ngoài. Vì thế trong gia đình, chủ mệnh thường kiệm lời nghiêm khắc, ít nói nhưng sống đúng chuẩn mực. Năm 2024, phương diện gia đạo của nam Mậu Tuất sẽ được yên vui, hòa hợp. Nếu bản mệnh kiềm chế được sự nóng nảy, trong gia đình có nhiều thế hệ, đôi khi không thể tránh khỏi sự mâu thuẫn, xung đột. Nhưng điều quan trọng
là người lớn tuổi trong gia đình luôn bao dung, chia sẻ với các thành viên để mọi người đồng cảm, gắn kết với nhau. Sức khỏe là sự giàu có lớn nhất đối với nam mạng tuổi Mậu Tuất ở độ tuổi hiện tại. Vì vậy, bản mệnh cần phải duy trì những thói quen tốt, hạn chế thói quen xấu ảnh hưởng tới sức khỏe. Năm 2024, nếu muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì Mậu Tuất nam mạng nên đi khám kiểm tra định kỳ. Hơn nữa, đời sống tinh thần lúc nào cũng phải lạc quan, vui vẻ. Dù đôi khi gặp phải chuyện không thuận lợi, nhưng chỉ cần bình tĩnh đón nhận thì những điều tốt đẹp sẽ đến. Đối với nữ mạng, tổng quan vận trình tử vi năm 2024 của nữ mạng tuổi Mậu Tuất có thuận lợi và cũng có những thử thách. Nếu mệnh chủ là người tính tình hiền lành, dĩ hòa vi quý, an phận thủ thường thì cuộc sống sẽ được bình an, không nhiều biến động. Còn nếu muốn thực hiện nhiều dự định trong năm này thì phải có kế hoạch và sự chuẩn bị tốt. Nữ Mậu Tuất 1958 trong năm Giáp Thìn sẽ ít phải lo lắng về những gánh nặng trong cuộc sống. Ở độ tuổi 67, quý bà có nhiều thời gian hơn bên con cháu, chứng kiến sự trưởng thành của các con, sớm tối quây quần bên người thân của mình là điều khiến quý bà cảm thấy hạnh phúc nhất. Nữ mạng tuổi Mậu Tuất là người cần mẫn, chăm chỉ, vì thế ngay cả khi nghỉ hưu rồi thì mệnh chủ vẫn duy trì công việc nhẹ nhàng để không bị nhàm chán mỗi khi rảnh rỗi. Trong năm 2024 này, tuổi Mậu Tuất nữ mạng sẽ không có biến động gì về mặt công việc, mọi thứ vẫn theo quỹ đạo trước đó. Nữ Mậu Tuất nếu ưa sự an toàn, bền bỉ thì không nên thay đổi công việc trong năm này. Hơn nữa, ở độ tuổi 67 cũng là thời điểm quý bà nên hài lòng với những thành quả hiện tại của mình. Trong năm 2024, vận tài chính của nữ mạng Mậu Tuất khá ổn định, mệnh chủ vẫn có những nguồn thu nhập từ lương hưu, lương hàng tháng. Là người cẩn thận sống giản dị nên quý bà sớm đã có những khoản tiết kiệm dự trữ cho mình. Trong năm 2024, ngoài việc tiết kiệm ra, nữ Mậu Tuất 1958 cũng nên dành một khoản tiền để trải nghiệm tận hưởng cuộc sống. Những chuyến du lịch đây đó, thăm vãn người thân lâu ngày chưa gặp sẽ giúp quý bà có thêm nhiều niềm vui tích cực. Tuổi Mậu Tuất 1958 nữ mạng là con người của gia đình, dành cả đời để vun vén xây dựng mái ấm ở trong nhà. Mệnh chủ là người lớn tuổi nhất, lúc nào cũng mậu mực, hành xử đúng đắn để làm gương cho con cháu. Trong năm 2024 này, gia đạo của nữ Mậu Tuất được an vui, hòa hợp. Mệnh chủ là người khéo léo, luôn biết cách hóa giải mâu thuẫn trong gia đình, gắn kết các thành viên lại gần nhau hơn. Năm nay quý bà hãy tiếp tục phát huy điều đó để gieo hạt giống yêu thương cho con cháu sau này. Bước sang độ tuổi 67, sức khỏe là điều quan trọng nhất với nữ mạng tuổi Mậu Tuất. Có sức khỏe là có tất cả, người sống khỏe mạnh thì cả về thể chất lẫn tinh thần đều được đủ đầy. Vì vậy trong năm 2024, mệnh chủ nên tích cực thực hiện những thói quen tốt, duy trì lối sống lành mạnh, thăm khám sức khỏe định kỳ. Hơn nữa tuổi Mậu Tuất 1958 nên tránh những chuyện thị phi để không làm mất tinh thần, hao tốn năng lượng, dành thời gian nhiều hơn để tu tập thiền định, khỏe mạnh từ trong ra ngoài thì sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Thưa quý vị, Phật dạy rằng thân người không cần quá tốt, nhưng cũng không thể tử tí. Sống có thể không nhiều thành tựu, nhưng không thể sống vô ơn. Trong cuộc đời này, người ta phải luôn ghi nhớ chữ lương tâm. Lương tâm là lương tâm của chính mình. Lương tâm là lòng biết ơn. Người biết báo đáp lòng nhân ái là người có phước nhất. Báo đáp lòng tốt là một lại đức. Đức đáng được khen ngợi và truyền bá rộng rãi. Chỉ có người có đức mới có tư cách được hưởng nhiều phước lành và may mắn. Một giọt lòng tốt cần một mùa xuân đền đáp. Mỗi người sẽ gặp nhiều người giúp đỡ mình trong cuộc sống. Nhưng chúng ta phải biết cách báo đáp lòng tốt. Nếu người khác giúp đỡ mình, chúng ta cũng phải biết ơn và giúp lại họ vào lúc khác. Kinh Quán Thế Âm nói, thế gian có bốn loại lòng tốt của cha mẹ, lòng tốt của chúng sinh, lòng tốt của vua và lòng tốt của Tam Bảo. Trước mọi lòng tốt và mỗi khi được người khác giúp đỡ, chúng ta cũng phải biết ơn, báo đáp ân huệ và giúp đỡ người khác để mỗi ngày sống một cuộc sống trọn vẹn và tràn đầy lòng biết ơn với thế giới. Bản tính xấu xa nhất của con người là không biết báo đáp lòng tốt. Người khác giúp mình thì lại quay sang cắn người khác. Người như vậy không đáng để hưởng phước. Trên đời này được người khác giúp đỡ là điều tốt đẹp nhất và là điều hạnh phúc nhất. Khi được người khác giúp đỡ là bạn đã có phúc. Nhưng chỉ khi biết báo đáp lòng tốt thì bạn mới tích lũy được nhiều phước lành hơn. Tâm có Phật thì có tấm lòng đại bi, bao dung tất cả chúng sinh vô điều kiện. Nhà nào thích thiện hành thiện thì luôn được an vui hạnh phúc. Người nào tích thiện thì luôn may mắn. Mỗi người đều phải có một tấm lòng từ bi. Lòng từ bi là nền tảng của mọi điều thiện và là kho tàng của mọi đức hạnh. Vì vậy chúng ta phải luôn biết yêu thương mọi vật xung quanh mình. Bên dưới sự liêm chính, bạn phải có một trái tim nhân ái,
phải có lòng nhân ái trong cách cư xử. Trong cuộc sống hàng ngày, đừng tùy ý làm hại những sinh vật nhỏ bé trong tự nhiên và đừng chà đạp lên mọi sinh vật. Chỉ bằng cách luôn luôn sống từ bi thì bạn mới có thể cứu độ tất cả chúng sinh và từ đó cũng có thể cứu chính bản thân mình. Trong vòng luân hồi của cõi trời, nếu một người làm việc thiện thì công đức sẽ không bị uổng phí. Khi nghiệp duyên gặp nhau thì quả lành sẽ tự nhiên đến, một nụ cười, một sự ngạc nhiên vui vẻ, một bàn tay giúp đỡ, hoạt động tình nguyện đều là những hình thức cho đi của cải nội tâm. Chỉ cần ý định của bạn trong sáng thì bạn sẽ được ban phước. Trong cuộc sống, chúng ta nên làm một số việc tốt, nhìn thế giới bằng con mắt thiện lương, có thể giúp đỡ người khác thì cũng nên giúp đỡ nhé, chứ đừng đứng nhìn, cũng nên cố gắng hết sức để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Bố thí, nhưng không bố thí mù quáng, sẽ làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc vì đã giúp đỡ được người khác thành công, khiến thân tâm bạn thư thái nhẹ nhàng, nó cũng sẽ tạo nghiệp tốt cho bản thân và nhận được phước lành. Nên bạn hãy luôn làm việc thiện và bố thí, và nghiệp tốt bạn đã gieo trồng sẽ làm bạn ngạc nhiên vào một ngày nào đó. Tu điều thiện là ngăn chặn điều ác, tránh làm mọi điều ác, thực hành mọi điều thiện và thanh lọc tâm lý. Kết quả của việc từ bỏ ác tu thiện là làm việc thiện tích đức, trong lòng có thiện niệm, đối xử tốt với người và nhận được phước báu. Ở nơi chúng ta cũng cần giữ miệng để không gây chuyện, giữ tâm không phạm lỗi, giữ thân không làm điều ác. Nhiều khi tai họa không đến từ miệng, khi đông người thì nói ít nghĩ nhiều cũng là điều tốt, biết nói ít mà nói cho cẩn thận. Người bố thí chắc chắn sẽ được lợi lạc. Từ góc độ nhân quả, bố thí là cách cúng bồi phúc lành nhanh chóng, đồng thời có thể trau dồi lòng từ bi của bản thân và thông qua thế giới tâm linh của mình. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, những người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thực ra bản chất chính là hấp thụ mọi tin HOOA, rồi bòi về gốc rỉ, ta bòi về cho nhân tâm, ta bởi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên, địa, quỷ, thần. Những ngày tu luyện được giáo lý trình rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hơn vượt.